Lê Văn Trí. Mới đầu tốt nghiệp điểm ổn không? Sao học trong nước đi đi nước ngoài chứ? Đấy là sao mà không học trong nước, lựa chọn cái phương án học trong nước. Thì ngành nghề tính sau, bây giờ mình phải chọn cái hướng lớn hơn là một là trong hay là ngoài trước đã, phải chọn cái đó đã. Vì sao? Có cái môi trường phát triển hơn, Phát triển cái gì? phát triển cái thân mình hơn Ví với dụ cơ hội việc làm. nói cái gì phải cụ thể, đừng nói chung chung mà tốt hơn tốt cái chỗ nào chứ, tốt cái gì chứ, tập cái thói quen cụ thể đi. Em nói chuyện với Tây em đừng có nói cái đó không ai nghe đâu. Ví dụ như tôi nói tôi tốt, tốt cái chỗ nào, điểm nè, đó, đánh giá về quá trình lao động này toàn là A cộng A cộng A cộng nè, em phải chứng minh, đừng nói suông. Ok, bây giờ như nước Đức hay là nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp gì đó thầy không biết, nhưng mà bây giờ tốt hơn chỗ nào? Ok, thứ nhất là thấy không khí nó trong lành hơn, người ta thấy ok, cái đó chắc cũng mát mẻ hơn, đúng không? Những cái đó là cụ thể mà. Hoặc là em được sống trong cái môi trường đa văn hóa, đúng không? Em có cái cơ hội để em học thêm một ngôn ngữ, học thêm một nền văn hóa mới. Đấy. Em có cơ hội em được học ở một cái đất nước có cái nền giáo dục tiên tiến phát triển. Em có cơ hội em có thể vừa học vừa làm để thực hành, mình có cái công việc sau này. Em có cơ hội để có thu nhập tốt sau này. Em có cơ hội có thể sống ở nước ngoài để có thể có quốc tịch, có passport rồi có thể đi khắp thế giới. Tất cả đều phải cần cái sự cụ thể. Mà người ta nghiên cứu những cái người mà có cái mục tiêu cụ thể thì người ta sẽ thành công hơn những người mà không có mục tiêu cụ thể. Trước đây họ làm một cái thí nghiệm ở Đại học Harvard, người ta nghiên cứu khoảng 20 năm một cái nhóm, khi mà cái người đó họ vô họ hỏi các bạn sinh sinh viên thì các bạn viết ra cái kế hoạch cuộc đời của bạn, thì thực sự thì chỉ có 20% là viết được, còn lại nó ra hồn, còn lại thì nó lơ mơ lắm. Thì bắt đầu họ theo dõi cái nhóm này, cái nhóm mà viết lơ mơ và cái nhóm viết cụ thể. Thì sau 20 năm thì họ đánh giá cái nhóm mà 20% á mà có mục tiêu cụ thể, cái thu nhập gấp 10 lần cái nhóm còn lại. Đây là một cái nghiên cứu ở Đại học Harvard, người ta nghiên cứu về cái sức mạnh của mục tiêu. Mục tiêu là phải cụ thể, phải đo lường được. Đo lường được, ví dụ như là em học tiếng Đức, em mục tiêu của em là ví dụ như là 70 điểm thì đo được, mà 70 nó khác 60 chứ. Hoặc là ví dụ như con học IELTS, con 6 chấm là 6 chấm, có ai nói có được 5.5 không, đúng chị? Đó. Mục tiêu là phải cụ thể, phải đo lường được và reachable. Reachable nghĩa là có thể đạt được. Chứ bây giờ con đặt mục tiêu làm tổng thống Mỹ sao được? Có thể đạt được. Và mục tiêu thì mình có thể chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm gì? Nhóm gì? Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đó, ngắn hạn thì có thể là 1 2 năm, trung hạn 5 năm, dài hơn 10 20 năm. Em phải có mục tiêu và cái mục tiêu đó thầy khuyên chân thành là em nên viết ra. Viết ra để làm gì em biết không? Tại sao phải viết ra mà không nghĩ trong đầu? Tất nhiên cái đó đúng rồi, nhưng mà giải thích tại sao lại phải viết ra mà không phải là nghĩ trong đầu. Một cái lý do rất là đơn giản thôi, nghĩ trong đầu quên viết ra, còn cái một bữa sau còn quên, nó có cái mình nhìn vô, nó rất là đơn giản thôi, còn hiểu còn không nghĩ gì phức tạp hết. À, bây giờ như con điện thoại có cái phần nốt đây, hoặc là có cái sổ con ví dụ vậy, hoặc lưu lên máy tính cái folder đó, đó ai biết. Nhưng mà ý thầy nói ở đây cái việc viết ra và cái việc nhớ trong đầu á nó khác nhau cái chỗ cốt lõi đó, và nó có một yếu tố tâm lý rất quan trọng khi mà tại sao mình viết ra, là bởi vì á, khi mà con viết ra là cái não của con nó có cái sự ghi nhận, nó sự ghi nhận cái thông tin là con viết ra là giống như một cái sự chứng thực á, và con phải có trách nhiệm với những gì con viết này. Đó là cái nó định hướng cái não của con, cái đầu của con nó hoạt động thêm. Chứ bây giờ nhớ trong đầu cái tự nhiên ra gây lộn ai đó quên cha đúng chị. Ví dụ như chị Mai chị lên lên cái lịch là nói chuyện với chồng chị đi ha, ví dụ vậy.
nhưng mà không ghi ra. Cái tự nhiên mai giận lắm mà không quên, không biết lý do gì giận, sáng mai quên mất tiêu. Nhưng mà chị thì ghi ra là chị nhớ đó, kiểu như vậy. Hoặc là con đi làm vậy thôi, đi học vậy, khi mà con ghi ra đó là một cái nói chung là mình nhìn xa hơn xíu là cái vũ trụ nó sẽ chứng thực cho con. Có thể là chỉ con biết mà vũ trụ biết, trời biết, đất biết thôi. Đấy. Nhưng mà ít ra mình cũng thể hiện cái sự cam kết với chính bản thân mình và đó, ở trên đó. Nên đây phải viết ra. Ha. Nhớ kỹ chưa ha? Mục tiêu thì thứ nhất là phải cụ thể. Phải như thế nào? Không động thì chả tập trung gì. Thứ nhất là cụ thể, thứ hai là phải đo lường được. Đúng không? Và thứ ba là có thể đạt được chứ. Đúng không? Chứ bây giờ con đặt mục tiêu trên trời sao làm? Nó phải thực tế. Còn có thể con đặt những cái mục tiêu mà người ta có thể nghĩ phi thực tế, đó là mục tiêu dài hạn. Còn ngắn hạn là nên thực tế. Tại vì thầy nói rồi, nãy giờ nói nữa, những việc quan trọng đều cần thời gian. Như mua nhà, mua cửa, nhiều khi đó, nhiều khi phấn đấu cả đời, mấy chục năm nó đâu dễ anh. Bây giờ thế hệ này mua nhà được hơi căng. Em không biết là sắp tới nó có chính sách gì không, nhưng thực ra nếu mà đúng cái thu nhập mà như người lao động bây giờ thì gần như không có cách nào để có thể mua nhà. Đó, thì nó quá quá sức đi. Nhưng mà con có thể mua nhà được ở Đức nha. Vì sao? Bởi vì nó phải tương thích với thu nhập chị. Ví dụ như em nói thẳng ra, ví dụ như cái nhà của em trai em bên Canada nó khoảng 20 tỷ mà nó khoảng 500 mét vuông rộng mênh mông mà nó ở trung tâm Toronto. Đấy, mà trong khi ở đây 20 tỷ chắc mua hẻm. Đúng vậy, mua ngoài đường là sao mua được. Mua hẻm mà nó khi được có mấy chục mét, bên kia 500 mét rộng mênh mông, 3 tầng. Và tầng là, ở bên đó thì có tầng hầm nè, ở trên được mớ phòng, chưa có chưa tính là gara vườn lâm. 500 mét nó rộng lắm em, 500 mét rộng, đây có mấy có được 70 mét mà. Nhật cũng rất rẻ, tức là bây giờ như so cái thu nhập của bên Nhật là trung bình của họ là khoảng 30 mấy 40 ngàn đô Mỹ một năm, đúng không? Khoảng tức là khoảng 800 triệu đi, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là trong vòng khoảng chưa tới chục năm là họ mua được rồi. Trong khi đó ví dụ như là con thì đã đố con luôn 20 triệu đi, 20 triệu một tháng ở Việt Nam đi, bao giờ con mua được cái biệt thự giống như mẹ nói? Không bao giờ, không có cách nào nếu mà dựa vào thu nhập. Nên là thầy nói là cái mục tiêu nó phải thực tế là vậy. Và tiếp theo là con tìm hiểu về cái việc du học này bao lâu rồi? Là mấy luôn? Thích nước nào nhất? Thích đi Hàn Quốc hả? Nói cứ mơ đi Hàn biết à. Muốn đi Hàn không? Thầy có bà chị làm, thầy không làm Hàn nhưng mà có người chị thầy làm. Tại sao lại chọn Hàn? Có lý do gì đặc biệt không? Thích phim Hàn hay thích đồ Hàn hay thích cái gì? Sao người em tiếp xúc chưa? Chưa tiếp xúc sao biết thích? Có nhiều khi đó xong nó qua vỡ mộng, qua thấy trên phim thấy ai cũng đẹp hết, qua đó thấy người lùn thịt, thấy ai cũng giống, qua đó nhìn thấy giống giống nhau. Không, thực ra cái việc đó thì nó không có gì sai hết á, nhưng mà em nên trải nghiệm một chút. Ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì em muốn gặp người Hàn nhiều á, thì em có thể qua bên quận 7 á, có những cái khu người Hàn rất là nhiều, em có thể thử giao tiếp với họ bằng tiếng Anh đi, đâu có sao đâu. Hoặc là em vô mấy cái nhà mà do chủ người Hàn người ta làm để em xem cái văn hóa rồi cách xử như thế nào. Em không ra làm sao em thấy được em đó. Em không có thông tin để em so sánh, em phải có thông tin. Hoặc là ví dụ như đơn giản thôi, bây giờ muốn biết cái người Hàn họ có hợp với mình hay không á, xin vô một cái nhà hàng, cái quán đó của người Hàn mà làm chủ á, vô đó làm 3 tháng là con sáng mắt ra luôn, lúc đó con sẽ hiểu. Còn muốn có thực đối chứng nhiều hơn thì làm thêm vài cái nữa, mỗi nơi 3 tháng ví dụ vậy, là con sẽ có cái cơ sở liền là ok, liệu cái người Hàn hoặc văn hóa Hàn nó có hợp với con hay không.
tức là mình phải có cơ sở. Chứ bây giờ con nhìn trên mạng thì nó chỉ là một chiều thôi. Và trên mạng thì người ta sẽ muốn cho con thấy những cái gì mà họ muốn con thấy thôi. Họ đâu có cho con thấy những cái thứ khác. Không, cái nước nào thì cũng không quan trọng, nhưng mà quan trọng là bạn muốn đi nước ngoài là cái đầu tiên, là mình phải xác định trước. Cái đó là cái đó quan trọng. Rồi bây giờ cái vấn đề ở đây là mình chọn nước nào thôi. Đúng không? Và chọn nước nào nó phải phụ thuộc vào yếu tố tài chính. Con phải hỏi mẹ là con đầu, mẹ đầu tư được tối đa bao nhiêu tiền cho con. Thầy nói thầy lên đường cho con. Lên cái đường đi. Hỏi mẹ thử. Hỏi ý kính đi, xem tôi được bao nhiêu tiền. Đồng nước Nhật nó làm nước đất thì đi được. Nhưng mà vấn đề ở đây là con nhưng mà về lâu về dài á, con muốn sống ở nước ngoài hay là con muốn quay về Việt Nam, cái đó là cái quan trọng nha. Em muốn cho nó tự làm bản thân, kiểu như nó biết được, nó đi ra nó ấy được là mình cho đi hết, kiểu như đúng không, muốn đi học xong rồi về Việt Nam là muốn sống qua đó luôn đó. Thì mình phải có hai bạn này thì nói trước rồi, bây giờ em sao, em muốn sao? Em cũng đi về Việt Nam, em muốn quay về Việt Nam. Nếu mà em muốn quay về Việt Nam á, thì đi nước nào cũng được đó, Nhật, Hàn hay là Đức đều được. Thực ra nước khác cũng vậy thôi, em quay về đâu ai cấm đâu. Nhưng mà thầy nghĩ như thế này nè. Ví dụ như con đi Hàn con làm đi, đi Nhật cũng vậy thôi. Con đang có cái mức lương khoảng 5-60 triệu, đúng không? Đang sống ở sao vậy Hàn? Rồi quay về đây lương được khoảng 10 mấy triệu, thì có tiếng Hàn thì cũng cao hơn xí. Đó. Thì bây giờ con có chấp nhận cái việc đó hay không? Tất nhiên thì ở đây cũng có những cái lợi thế gần cha gần mẹ ABC, nhưng mà qua bên đó thì nó lại khó hơn. Còn tại sao các bạn đang có thiên hướng là chọn Đức? Bởi vì nó có cái lý do, đó là vì nó cho mình cơ hội để trở thành công dân Đức này, thậm chí là cơ hội phát triển. Chị ở Nhật, chị đi Nhật này hay sao? Okay. Đối với nước Nhật hay nước Hàn nó cũng tương đối giống nhau về cái góc độ là họ sẽ giới hạn mình phát triển. Ví dụ như ông người Việt tới đó là hết cốt, nó bị giới hạn con, và họ sẽ ưu tiên người bản xứ. Thì không tin gì hỏi con gì đi, vì thầy ở nước ngoài thì tiếp xúc với họ rất nhiều, thầy không lạ gì đâu. Nhưng mà người Đức là họ lại cho mình cơ hội. Bé chị á, nó cũng ở bên Nhật rồi, nó cũng tìm hiểu nước Đức. Nó nói là cho cái đi Đức đi mẹ. Nó cũng tìm hiểu đó. Nếu như mà Nhật nó ái là nó biểu em nó qua nó học với nó. Nếu mà ok là chị thế. Nó biểu hôm nay là đi Đức. Gặp đi Hàn cũng được, nó nói vậy đó. Hàn á thì hiện tại cái xu thế hiện tại thì Hàn nó có thu nhập tốt Đức đại loại rồi, cái man nó thấp. Nhật nó man nó thấp. Hàng thì nó cái lương nó cao hơn tí. Nhưng mà nếu mà cũng xét về góc độ cơ hội đi thì mình khó hơn rất là nhiều khi mà sống ở các cái nước Nhật hay Hàn. Tức là nó không có cho con nhiều cơ hội, tức là nó sẽ giới hạn con tới cái mức đó là hết lên nổi kiểu. Còn trong khi Đức em giỏi em lên được nhiều vị trí cao, thậm chí em nhớ đó, trước là có một cái người gốc Việt phó thủ tướng Đức, đúng chị? Thì cái xã hội bên đó thì nó ít nhiều nó đa văn hóa, nó còn cho mình cơ hội nếu mà con thực sự có thực lực. Còn không ví dụ như đơn giản là con chỉ là làm kiểu là công việc làm công ăn lương thì cái thu nhập ví dụ như sau khi ra trường của Đức, của Hàn với so với Việt Nam thì nó là 100%. Đức nó sẽ cao hơn khoảng 20%. Còn đối với ngành nghề thì ở đây thì thấy là em bấm vô kỹ thuật à. Kỹ thuật. Học toán lý hóa giỏi. Tự nhiên được là nhiêu phải. Cái gì nó mới cụ thể rồi. Trên 87 đúng không? Thi có được trên 87 không? Thi tốt nghiệp á. Nhưng mà sao chọn kỹ thuật? Kỹ thuật thì nó gắn với bên khoa học tự nhiên nhiều mà. Toán lý hóa rồi gắn với nó nhiều. Thầy bên tự nhiên. Thầy bên gì? Bên xã hội. À bên xã hội.
Hôm nay thì còn lơ mơ lắm, để em coi thêm cái tần số học của ông xem. À, gì đây? Lê Văn Trí đúng không? Ngày này dương lịch đúng chị, 27 tháng 12 đúng không? Bạn này thì nó không có nổi trội cái gì nhiều á, nó cứ tèm tèm đấy, nên là cái việc trưởng thành của em nó cũng hơi lâu, phải ba mươi mấy tuổi, ba bốn ba lăm tuổi nó mới ra ra hồn được, thì phải mười mấy năm ở đó, 17 năm. Mẹ có kiên nhẫn nổi với con 17-20 năm không? Dạ, mỗi bạn sẽ có một cái năng lực. Không kiên trì, máy bỏ thấy luôn chứ. Chị là quê đâu ta? Gốc Quảng Nam. À Quảng Nam. Đó, thì các cái chỉ số nó không có nổi trội lắm về mặt phía bên trong của em. Rồi để thầy xem cái chỉ số đường đời của em thì nó sẽ phù hợp với cái gì ha. Chỉ số đường đời số 2, người hòa giải, kết nối yêu thương, xây dựng mối quan hệ, điểm mạnh, lắng nghe, thấu hiểu, dễ dàng đồng cảm, đặt lợi ích người khác của mình. Em có bạn bè nhiều không? Đông đúng không? Anh em đông đúng không? Chắc cũng kiểu dễ dãi, dễ chịu ha, nên là người ta hay kêu. Đấy, kiểu như mời là chắc ít từ chối đúng không? Kiểu chống cự cho có mà, đúng không? Chắc chống cự yếu ớt. Kiểu như mời ly xong biết biêu được không? Biến bia được mấy lọ? Gì đó đấy? Mới thì nhớ mình nó gieo sụp. Có 10 lon nó 10 lon là cũng thùng dần dữ. Vậy thì không, nói chung 10 lon thì cũng, nếu mà so với thầy thì hơi yếu. Thầy uống được 10 lon chứ mình mới cái nhỏ. Thầy uống phải 1 thùng. Mà thầy uống 1 thùng. Thật ra cái đó chỉ là một cái thôi, chứ giờ thì công an bắt khắp nơi cẩn thận. À, bạn này cởi mở, ứng xử tế nhị khéo léo, hòa giải, mang tính bảo vệ hòa giải này. Cư xử mọi người tử tế, chân thành, bao dung. À, lời khuyên, dễ thành công trong những công việc đòi hỏi sự tế nhị, giao tiếp, những hoạt động xã hội, làm cố vấn trợ lý thường phù hợp với những cái môi trường an toàn hiền hòa. Ông này thì kiểu ăn chắc mặc bền thôi ha, chứ để mà đi mà ra mà cãi lộn với người ta thì chắc không ăn thua ha. Thì thầy nghĩ em nên đi kỹ thuật, có thể về tư chất, về năng lực của em có thể chưa giỏi như các bạn khác, thì thời gian nó sẽ bù đắp lại được hết. Ví dụ như một người ta học một tuần là vô hết, thì con chậm hơn thì con chấp nhận học tuần 10 ngày có sao đâu. Khi mà con đạt được cái level là khoảng 5.000 giờ hoặc là 10.000 giờ là con đã master được cái nghề đó rồi. Thì có thể là ví dụ như là người ta trưởng thành, người ta là tầm 30 thì con chậm hơn thì con 32, 34 gì có sao đâu. Nhưng mà mình vẫn chắc chắn là được. Đó thì thầy nghĩ là em nên chọn một cái công việc mà gọi là ổn định, mà nó ít có sự thay đổi biến động và cạnh tranh quá lớn, thì nó sẽ nói chung là sống bình yên, hạnh phúc, và mình đặt cái chuẩn riêng của mình là hạnh phúc và bình yên khác người ta. Đấy. Có người thì người ta thích hạnh phúc là người ta muốn đấu tranh, tranh đấu rồi phải chinh phục thử thách này, thử thách kia. Đấy, kiểu như bà này mà không có an phận. Như con thì
thôi an phận thủ thường, có công việc ổn định. Đấy, có gì về cha về mẹ, đấy, còn không thì gọi điện về cha mẹ nói chuyện. Sau này ổn định rồi thì bố mẹ qua chơi, hoặc là có gia đình thì bố mẹ qua chăm cháu, đấy, kiểu tèn tèn vậy thôi sống. Thì nếu mà muốn em thích vậy thì em phải tập trung vào một thứ thôi, chứ em thấy lang mang được. Và em có thể tập trung một cái ngành kỹ thuật nào đó cũng được, ví dụ như em học về điện đi, tập trung vào điện thôi, học về cơ khí cũng vậy, học về ô tô cũng vậy, học về xây dựng thì ông này hơi yếu ớt thôi dẹp. À, học bên in ấn đi, ví dụ vậy. Con hiểu không? Tức là con nên tập trung một thứ thôi, và con cứ con không giỏi siêu nhân thì con cũng thuộc cái nhóm tay nghề. Tay nghề là cái người ta làm lâu người ta thành giỏi chuyên môn thôi. Còn cái gì có thể là con không đạt được cái level là giỏi nhất thì con cũng nằm trong cái top giỏi là cũng được rồi. Top có thâm niên được rồi. Thì cái cuộc sống của con nó sẽ bình yên và đều đặn vậy là ok. Không cần phải có những cái mục tiêu quá xa vời, nó không phù hợp với con. Còn để mà đạt được cái sự ổn định thì tất nhiên nó sẽ có những cái điều kiện nhất định. Ví dụ như con đi Đức thì con phải học tiếng Đức, con đi Nhật con phải học tiếng Nhật, đi Hàn con phải học tiếng Hàn. Và cái cấp độ khó về tiếng Nhật và tiếng Hàn nó khó hơn tiếng Đức. Cái này người ta nghiên cứu là tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng mấy cái vẻ dung dung dễ dễ, mà tiếng giống như Phạn hay tiếng Thái, tiếng Ả Rập đó, nó khó hơn. Tiếng Đức là nhóm số 2 cùng với tiếng Việt. Tiếng Đức thì bởi vì nó dễ hơn ở góc độ là ít nhiều nó cũng dùng chữ Latin để nó viết, con hiểu không? Latin là nó giống cái chữ của mình này. Đấy, còn với mấy cái kia hoàng hoàng là tượng hình. Đúng rồi, ví dụ như bây giờ đi nước nào thì con cũng phải khó như nhau về mặt ngôn ngữ, không con không thoát được đâu, hiểu không? Nhưng mà con chọn cái nước nào mà nó dễ ổn định hơn, nước nào mà nó cho mình cái cơ hội có thể ở lại lâu dài thì mình tại sao mình không chọn? Chứ còn Nhật Hàn thì tất nhiên có nhưng mà rất khó. Còn đa phần người Việt mình ở theo kiểu là ở lâu rồi cái gia hạn. Kiểu mà vô công dân chính thức của họ cầm cái bát bo của họ nó khó lắm. Đức thì nó sẽ có cơ hội cái đó. Đó thì bản thân hai đứa thì mỗi đứa mỗi kiểu ha, thì mình phải cân nhắc cho kỹ lưỡng. Bạn này thực ra thì một điều dưỡng hai kiểu. Chắc nhiều khi đụng cổ không sao đâu chị. Đó thì hai đứa về suy nghĩ cho kỹ ha, rồi mấy bạn này ở Bình Tân thì có thể đăng ký học ở dưới ở Tân Phú cho gần. À, thì cái bữa mùng 5 tháng 8 thì thầy sẽ khai giảng ở Thủ Đức. Thì có thể chịu khó xuống đó một tiếng được, hoặc là nếu mà trên này cái số lượng đăng ký mà cũng tầm chục bạn thì sẽ khai giảng hai nơi. À, thì để thầy thống kê. À, bởi vì mình cũng còn một tuần nữa để làm thủ tục á, thì lúc đó như con muốn đăng ký học ở Tân Phú thì con phải ghi vô để bên thầy chia làm hai lớp. Còn cái Thủ Đức thì mình sẽ nhìn ở góc độ khác, là chị tách nó ra. Chị tách nó ra. Còn ví dụ như ở đây thì chắc chắn là đi về đúng không? Đấy, còn tại sao người thì bởi còn ở dưới Thủ Đức thì chị xác định là cho nó riêng ra riêng để cho nó tự lập. Do cái cách chị nhìn thôi. Nên ok chị được ok. Dạ. Thì đó thì tùy hai con ha. Ví dụ như tùy chị tính, ví dụ như muốn kiểu tách nó ra thì xuất cho nó xuống Thủ Đức nó học ở dưới đó, cho nó tự lập, tự ăn, tự nấu, tự ngủ, tự sắp xếp hết. Dạ, cái túc xá đầy đủ hết mà chị. Nó tông tuần này là xong hoàn thiện. Rất nhiều. À, không, ở dưới đó thì chưa đông bạn mới mà, tháng 5, 8 là em mới mở đầu tiên mà. Thì nó sẽ từng tốt thôi. Thì đây là do anh chị quyết định nha, thì do cái hai chị quyết định mà bàn thêm với các cháu. Muốn tự lo tự lập thì xuống đó ở để cho có cái người quản lý này, rồi có cái khu ký túc xá cho mà ở rồi giao lưu bạn bè kiểu bạn. Sao chị? À, qua Đức thì học 3 năm.
Đấy, bạn này có thể lâu hơn nếu mà em đi bên y tế, tại vì có, nó phụ thuộc vào tiếng Đức của em. À, còn qua đó thì cái chỗ ở thì bên em sẽ là người thuê trước cho chồng. Cháu qua đó thì em mình tự đó tiền hay sao? Thì đa phần là vậy. Còn hên thì hỗ trợ phần, không may mắn thì có những cái đơn là được hỗ trợ 100% chỗ ở. Còn à, ví dụ như các bạn chuẩn bị em bay này, là bạn này được hỗ trợ chỗ ở. Nó tùy đơn, in ấn, kỹ thuật in ấn. Không, nữ thì có thể nhiều ngành khác nhau, à, nữ nhưng thì mới học tiếng thì thay đổi được mà. Thay đổi được mà. Đâu có, đâu có, tụi em đâu có bắt là phải ngành gì vậy đâu. Thì bạn này thì một là bên y tế, hai là bên nhà khách sạn thôi. Bên bạn này làm ngoài được này, bạn có ngoại hình. Thì thực ra nó vẫn còn thời gian mà, cũng không cần cái bộ. Qua bên nó ở riêng cũng không mà ở chung đó. Sao mà ở chung được chỉ? Mình thuê ở Đức cũng được, nhưng mà đa phần là bên Đức thì nó thích kiểu cá nhân hơn, tức là mỗi đứa một phòng. Còn nếu mà tối đa thường em thấy là bên em, bên chỗ khác thì em biết, nhưng bên em thì là hai đứa một phòng là tối đa. Là ví dụ như mỗi đứa một giường, mỗi đứa một bàn, mỗi đứa một tủ. Rồi hai đứa này chưa chắc đi chung đó, bởi vì thứ nhất là tiếng nó cũng khác nhau nè, rồi ngành cũng khác nhau nữa, sao đi chung được. Chẳng qua lâu lâu có thể mà qua thăm nhau thì được. Nhưng mà hai đứa ngoài có thân không? Không. À, trong xóm này thôi chứ cũng. À, thân ai đấy lo đúng không? Thôi hồn ai đấy giữ đi. Dạ. Thì hai chị xuống cứ cầm cái hợp đồng mẫu này mà coi đi ha. Rồi có vấn đề gì thì cứ các bạn sẽ chị kết bạn Zalo với các bạn cho hỗ trợ. Hỏi luôn đi chứ. Dạ, thế là biết nè. Thủ học á, thủ tục nhập học hả chị? Hả? Tất nhiên đầu tiên. Thực ra nếu mà chị ấy thì chị đọc hợp đồng, nếu mà chị thấy ổn á, chị có cái vấn đề gì cần trao đổi chỉnh sửa gì đó thì chị nói tụi em, xong rồi tụi em cập nhật, à, rồi sau đó thì tụi em ký sẵn, em gửi về nhà cho chị được, đỡ mất công gì xuống. Còn nếu mà tiện thì ghé, nhưng mà đứa này nó tự ký được này, bạn này thì phải có chị vì chưa đủ tuổi. Để tụi em 18 là đủ rồi, thì con phải chịu trách nhiệm hết. Rồi cái hợp đồng thì mình cứ cầm về coi mẫu trước đi, không sao đâu. Cái ấy là kia tới tuổi là không được cái. Được, vẫn được, vẫn có tên trong đó chứ. Ờ, cái sao đó. Nhưng mà có gì nhiều cũng được, thường là được. Ở đây là không có tên là được. Không, thực ra thì có ghi, ghi thêm một cái điều nữa đơn giản thôi, là sau ngày 27 tháng 12 năm 2024 thì hợp đồng này chỉ có hiệu lực với em, ví dụ vậy, đỡ dính tới mẹ, mẹ có sao đâu, cho nhanh. Sau này bắt mẹ ký nó mất thời gian lắm. Vì khi qua Đức thì con phải là người ký hết, chứ mẹ là mẹ có đi đâu ký chị. Dạ rồi. Dạ, 5 tháng 8 là khai giảng, còn thủ tục nhập học thì có thể làm trong tuần tới. Tất nhiên cái này là cái sự kỹ lưỡng rất quan trọng, bởi vì đó là cái sự cam kết mà. Đã làm hợp đồng thì mình phải theo hợp đồng. Đã đi thì phải tới. Đã biết mình xác định là với xem có là ba mình xác định là hai đứa do hai đứa. Ba mình ra rồi ha, mình có được ba mình là mẹ ơi con học không nổi mẹ ơi. Cái này chứ không phải như đi học tưởng trong trường đâu, cái này nó mất tiền hết á. Cái gì cũng vậy, nó tiền nó gắn với trách nhiệm á, kiểu vậy. Được chưa? Ví dụ đi học có trường nghỉ nhà bán cái số không mất gì nhiều tiền đó, hay là mất tiền. Tiền lớn mà mất cái cơ hội của mình á, mình suy nghĩ kỹ. Dạ rồi, ok. À, chào hai chị nha. Dạ, cảm ơn hai chị. Chào hai chị.